Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì hôm nay Vi có một căn nhà ở khu Katy. Cái căn nhà này là move-in ready luôn. Và hiện tại họ cũng có vài căn nhà nữa sẵn sàng move-in. Thì mấy cái căn nhà như thế này thì mình có thể builder đã giảm giá cho mình rồi. Và mình có thể trả giá thêm được chút nữa, tại vì họ cũng muốn bán đi. Và hiện tại thì tiền lời tăng cao nên builder cũng cho mình cái tiền closing cost là hiện tại là 10.000 để cho mình có thể mua cái point nó giảm xuống, hoặc là cho cái tiền giấy tờ. Để Vi chia sẻ các căn nhà này cho anh chị em xem. Và cái căn nhà này thuộc thành phố Katy, học trường là Katy ISD. Cái khu vực của cái căn nhà này thì cái căn nhà này á, là căn nhà mà hôm nay Vi muốn giới thiệu đây. Đó, nhà nhỏ gọn gọn xinh xinh ha. Bây giờ mình hãy vào trong mình xem cái căn nhà này là sẵn sàng để mình mua luôn. Đó, thì ở cái gara đó họ có hệ thống tưới cỏ trước sau cho mình luôn nè. Rồi bên kia là cái máy nước nóng mà loại nhỏ. Đó, có sẵn gara opener luôn. Đó, cho mình. Rồi, bây giờ mình hãy vào phía bên trong nhà mình xem. Thì cái căn nhà này có giá là dưới 300.000 và có diện tích là hơn 1.200 square feet một chút xíu thôi. Đó, ở phía trước họ cũng gắn ổ điện cho mình nè. Đó, cái cửa trước họ làm cũng rất là đẹp nè. Rồi có smart lock luôn, bằng keypad. Đó, đây là mở cửa ra bước vào. Thì trước mặt mình đó là cái bếp, nhưng mà chỗ này là cái không gian phòng khách nè. Họ gắn sẵn cái quạt luôn đó. Rồi, thì vật liệu của cái căn nhà này á, cái sàn nhà là bằng gạch. Đó, cái phòng khách. Nhà này không có rộng, nhỏ thôi. Cái căn này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, hơn 1.200 square feet một chút à. Nhưng mà được có là dưới 300.000, thì tí nữa Vi sẽ chia sẻ cái giá của cái căn nhà này ha. Đó, cái này là cái hai bo họ làm ngay đây, rồi cái bếp ngay đây, cái chỗ nấu ăn ngay bên kia, rồi bên này là tủ lạnh. Đó, tủ thì họ vẫn cũng làm mà cao cho mình 42 inch nè. Căn nhà này rất là thích hợp cho anh chị em nào mà gia đình nhỏ nhỏ đó. Đó, cái nhà bếp, rồi cái pantry bên đây. Đó, cái nhà này họ cho mình cái máy rửa chén nè. Rồi, cái chỗ rửa chén ở đây. Họ làm cái backsplash cái màu này cũng rất là dễ thương. Cái tủ là bằng màu xám xám. Cái là nấu. Rồi ở trên thì họ có cái đồ hút ra luôn nha. Đây nè. Đó, hút ra. Rồi cái bếp thì cũng 5 lò, 4 lò với lại cái này ở giữa đây nè. Đó, là 5 lò. Này mình có thể chiên hay là xào. Rồi cái oven ở đây. Đó, rồi đứng đây á, thì nhìn ra cửa trước bên kia. Cái cửa trước á, là không có đối diện với cửa sau, nên anh chị em cứ yên tâm hả. Đó, rồi sẵn tiện mới đứng ngay đây á, thì để mình nhìn ra ở phía sau luôn. Cái căn nhà này á, họ có đổ thêm một miếng xi măng ngay đây nè. Cái này là thêm đó, chứ bình thường họ bán thì chỉ có tới đây thôi, có cái patio. Nhưng mà cái căn này được cái là có thêm một miếng xi măng ở ngoài nữa. Ở phía sau á, là không có hàng xóm. Đó, bên kia là cái nhà thờ. Bên kia là cái nhà thờ đó. Đó, trong cái vườn của mình á, là cái cột cable nhỏ nhỏ bên kia thôi, chứ không có cái cột điện bự.
rồi không có cái cột điện ở trong sân nhà mình. Đó, nhà mình không có nha. Cái sân cỏ phía sau cũng rất là rộng rãi. Nhà này là ba mặt gạch. Đây, đó, ba mặt gạch đó. Hệ thống tưới cỏ trước sau đầy đủ hết cho mình. Để bây giờ mình đi xem cái phòng master. Cái căn này là ở thành phố Katy nè. Cái này là cái phòng mà master. Thì tại vì cái căn nhà này nó nhỏ đó nên cái phòng master thì cũng vừa thôi, nhưng mà để cái giường king size vẫn vừa đó, chứ không có phải là nhỏ đâu. Trần nhà là 9 feet ceiling. Rồi, cái này là master bed đây. Cái master bed đó thì cũng có được hai cái sink nè. Đó. Trần nhà là 9 feet hết nhà luôn. Rồi cái này là bằng granite, giống như cái bếp vậy đó. Rồi bên này là cái tấm đứng ở đây. Hà làm cái cửa sẵn luôn, để mình tắm mà nước nó không có văng ra. Rồi bên này là cái toilet nè. Rồi cái closet ở đây. Rất là gọn luôn. Cái căn nhà này rất là gọn. Rồi có thêm shell ở đây nè. Rồi bây giờ mình đi khám phá hai cái phòng ở phía bên kia. Ở đây là cái tủ check cái closet nè. Đó. Rồi bên này qua một xíu thì ngay đây là máy giặt máy sấy. Ở đây có bàn ga luôn, với điện, nếu mà mình muốn xài ga hay điện đều được hết. Rồi ở đây là cái phòng tắm, họ cũng xài granite luôn nè. Tủ thì cùng màu với lại cái nhà bếp. Cái phòng tắm này là cho hai cái phòng ở đây. Thì ở trong phòng là bàn thảm, còn ở ngoài á là bằng gạch hết. Đó, cái phòng này không có bự lắm. Cái size này thì cỡ tầm 10 by 10 thôi. Đó. Cái chỗ quần áo bên kia. Rồi, bây giờ bên đây là một cái phòng nữa. Cái phòng này thì cũng tương đối giống cái phòng hồi nãy, cùng một cỡ luôn. Rồi cái cửa này là đi ra cái gara hồi nãy nè. Đó. Đi ra cái gara. Có gara open door sẵn luôn cho mình nha. Rồi có cái nước nóng á, loại nhỏ. Rồi cái hệ thống tưới cỏ trước sau luôn. Cái căn nhà này là move in ready luôn đó. Và hiện tại builder bán với giá là 282.000. Cái tiền thuế của cái khu này là 3.5 chưa xin giảm. Thuộc thành phố Katy, học trường Katy ISD. Đi ra khu Asian Town của mình cỡ tầm 10 phút à. Rồi đi chợ Việt Nam ở Bel-Air cỡ 30 phút. Rồi đi Costco cũng 10 phút. Chợ Walmart xung quanh cũng 10 phút. Rất là thuận tiện luôn. Tiền HOA là 750 một năm. Hiện tại là builder có promotion là hạ cho 10.000 tiền closing. Hoặc là những người mà mua làm loan với builder đó, tiền lời chỉ có 4.875 thôi. Một là 4.875, hai là 10.000 tiền closing cost. Mình có thể chọn một trong hai. Còn mua đầu tư á, thì họ chỉ cho có 2% tiền closing thôi, giống như căn nhà này là 281.000.
2% là cỡ 5.000 mấy cho tiền closing cho những người mà mua đầu tư. Đó, anh chị em nào mà thích nhà cái bếp á, cái kiểu này á, cái bếp là không đối diện nè. Còn những kiểu lớn hơn á thì cái bếp nó đối diện. Đó, cái bếp này là chữ L. Vật liệu ở bên trong thì họ dùng rất là good. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở video kế tiếp. Bye bye.